Hàng ngàn anh em chúng tôi ở đây đều là những người có kinh nghiệm lâu năm và đã kinh qua rất nhiều công trình lớn của Vinhome trên cả nước. Nhưng đại dự án Vinhome Ocean Park cũng như công trình hồ lớn trung tâm đối với chúng tôi vẫn là một thử thách rất là lớn. Quy mô hồ lên đến 24,5 hecta, nhưng thời gian thi công chỉ có hơn 70 ngày và vẫn phải đảm bảo những yêu cầu cực kỳ cao của Vinhome về kỹ thuật cũng như chất lượng. Trước chúng tôi cũng làm hồ Harmony ở Vinhome Riverside với diện tích 12,4 hecta, với thời lượng xây dựng là 90 ngày thì đã là một thử thách không nhỏ rồi. Việc hồ lớn trung tâm tại Vinhome Ocean Park có diện tích hồ gấp 3 lần và thời gian thi công chỉ có 70 ngày là một thử thách mà anh em chúng tôi rất muốn làm nên một kỳ tích mới. Để hoàn thành hạng mục này phải có đến 3 nhà thầu hiệp đồng tác chiến. Các anh em công nhân, kỹ sư phải làm 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ thi công. Để xây dựng một công trình lớn đến vậy thì khó khăn là một điều chắc chắn. Chúng tôi phải đào và bóc tách từng lớp địa chất vì địa chất ở đây rất phức tạp. Vừa đào vừa đắp mái kè luôn, đào đến đâu đắp đến đấy để chạy đua với thời gian. Từ đây, nhiều khó khăn bắt đầu phát sinh. Vì hồ có quy mô rất lớn với thiết kế phức tạp nên việc tính toán quá trình lún của hồ là một việc hết sức khó khăn. Đào đất ra rồi, xử lý đất cũng là một câu chuyện nan giải. Tổng chúng tôi phải đào hơn 1 triệu khối đất, đường vận chuyển lại vô cùng khó khăn. Để giải quyết điều này, mỗi ngày chủ đầu tư phải huy động 400 đầu xe ra vào dự án liên tục mới kịp thời cho anh em công nhân đào đắp. Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến một dự án nào lại quy tụ được một đội xe và trang thiết bị hùng hậu đến vậy. Tuy thi công khó khăn nhưng anh em chúng tôi ở đây vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt quy định của Vinhome về chất lượng và kỹ thuật công trình. Thậm chí nhiều hạng mục phải điều chỉnh lại theo yêu cầu của chủ đầu tư để chất lượng còn tốt hơn với thiết kế ban đầu.